Do vướng phải nợ nần, công ty điều hành công viên giải trí lớn nhất châu Âu Euro Disney phải bán một lượng lớn cổ phiếu cho cổ đông lớn nhất Walt Disney. Tuy nhiên, thương vụ này vẫn không thể thuyết phục được giới đầu tư tin vào triển vọng của công ty này trong tương lai. Euro Disney là điểm thu hút du khách lớn nhất của châu Âu. Kể từ lúc mở cửa vào năm 1992, công viên này đã đón tổng cộng 275 triệu lượt khách. Thế nhưng trong những năm gần đây, lượng khách đang sụt giảm dần, khiến cho Euro Disney lâm vào cảnh nợ nần, buộc công ty này phải bán toàn bộ số cổ phiếu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ cho cổ đông lớn nhất là Walt Disney, thương vụ trị giá 1 tỷ euro. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn không tin vào triển vọng của Euro Disney, cổ phiếu của công ty này sụt giảm gần 20%. Mặc dù đã có được một số vốn đáng kể, nhưng nợ của Euro Disney hiện vẫn còn xấp xỉ 6 lần mức thu nhập. Áp lực này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động điều hành công viên và lượng du khách sẽ tiếp tục giảm. Thương vụ bao gồm 420 triệu euro tiền mặt và 600 triệu euro nợ chuyển đổi thành cổ phiếu. Nó sẽ giúp cho Euro Disney đủ sức tái cấu trúc lại doanh nghiệp, nhưng vẫn không đủ để thuyết phục giới đầu tư tin rằng công viên này sẽ tiếp tục đón khách. Mặt khác, Disneyland Paris vốn dự định là sẽ mở cửa đón khách, nhưng lại vướng vào khác biệt văn hóa, đơn cử như việc cấm bán rượu bia tại một đất nước mà rượu vốn là một thức uống hết sức phổ biến.